chính nguyện trì danh đơn giản chỉ một câu A Di Đà Phật này phải thường niệm mọi lúc mọi nơi không nên gián đoạn học niệm thầm niệm trong tâm Nghe trong tâm Không nên niệm danh A à, Mi Đà Phật Tốc độ như vậy là được Từng chữ niệm rất rõ ràng nghe rất rõ ràng nghe thế nào tai phải lắng nghe âm thanh bên trong không mở miệng niệm niệm thầm có tiếng tai phải chuyên nghe Phật hiệu bên trong nghe được rõ ràng rành mạch niệm rõ ràng nghe rõ ràng quan trọng hơn tất cả Quý vị có thể nghe rõ ràng từng chữ Thì sẽ không có dòng niệm đi vào Nếu quý vị không nghe Thì có dòng tưởng Có tạp niệm Phá hoại tất cả công phu niệm Phật của quý vị Nên nhất định phải nghe Cách nghe này chính là phương pháp tu hành của bồ tát quán thế âm ngài quán âm dùng nhĩ căn phản văn văn tự tánh ngài không nghe bên ngoài mà ngài nghe bên trong Bồ Tát Quán Âm, tu pháp môn nào mà thành tựu? Chắc chắn cũng là tu niệm A Di Đà Phật mà thành tựu. Bồ Tát Đại Thế Chí là niệm A Đà Phật mà thành tựu. Bồ Tát Quán Âm cũng không ngoại lệ. ngày nay chúng ta kết hợp phương pháp của ngài quán âm ngài thế chí lại thành mục đó là phản văn của bồ tát quán âm chúng ta nghe gì chúng ta chỉ nghe ami đà phật đừng nghe những điều khác cũng tức là không nên để những điều khác trong tâm trong tâm chỉ để ami đà phật ngoài ami đà phật ra thì không nên để thứ gì trong tâm khi việc đến rất rõ ràng làm việc xong rồi thì điềm nhiên như không có việc gì tuyệt đối không để những việc ấy trong tâm chỉ để ami đà phật trong tâm thì quý vị ở thế gian này bất kể làm việc gì cũng không chướng ngại lão hòa tường hải hiện biểu diễn cho chúng ta trong cuộc sống phật hiệu không gián đoạn khi ăn cơm không gián đoạn khi mặc quần áo không gián đoạn khi làm việc không gián đoạn bất luận làm ngành nghề nào phật hiệu trong tâm không gián đoạn công phu này rất đắc lực ba năm 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 thì công phu thành phiến rồi